Chào nhà gái, mời nhà gái ngồi. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ, xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Quỳnh Linh cùng với quý vị khán giả. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Anh, năm nay em 31 tuổi, hiện tại thì em đang ở Hóc Môn ạ. Ngọc Anh. Mình đang làm việc gì? À, em đang làm nhân viên bán hàng ạ. Nhân viên bán hàng. Mời em trai. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan. Dạ. Chào bằng nửa bên cạnh và chào quý vị khán giả bên dưới ạ. Em là Lê Nhật Trường, em năm nay 32 tuổi. Em sinh ra từ Thừa Thiên Huế và lớn lên ở Đồng Nai và hiện đang lập nghiệp ở quận 12. Ôi, quận 12 đó Hóc Môn. Em là dân Florida, chuyên thiết kế trang trí hoa tươi. Em cho nhà gái biết chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của em đi. Em là người năng động, em có thể chơi thể thao. Trong công việc thì em có thể sắp xếp công việc và làm việc một cách nó nhanh nhất mình có thể để mà hoàn thành tốt công việc của mình. Đối với bạn bè anh em thì em chơi rất là chân thành với anh em bạn bè của em. Em có thể nấu ăn, những là công việc cơ bản của người mình có thể mà để gọi là sinh tồn, em làm có thể làm được hết. Đấy. Còn điểm yếu của em có lẽ là em có hút thuốc. Em có một nhóm bạn, những bạn chơi đàn, những anh dạy đàn ở nhạc viện, lâu lâu tụ tập nhau lại thì đàn hát rồi người uống vài chai, nói chuyện để chia sẻ với nhau cho nó vui. Đấy, thì sơ bộ em giới thiệu như vậy ạ. Mời nhà gái. Dạ, mời nhà gái giới thiệu về mình ưu điểm, khuyết điểm nè. Dạ, ưu điểm của em á là rất là chân thật. Khi mà làm việc á, nói chung là rất có tinh thần trách nhiệm với công việc, cũng hòa đồng, cũng vui vẻ. Lắm lúc thì vui vẻ quá thì kiểu như khùng khùng vậy á. Còn dạ, thì khuyết điểm của em thì lắm lúc thì cũng mít ướt, dễ cảm động. Đôi lúc thì cũng hơi khá khó tính ý. Kiểu như không biết cái nết mình sao ấy. Không biết mình muốn gì vậy, đúng không? Đúng rồi, rất là khó tính, khó nết. Em cảm nhận em như vậy luôn á. Khó tính, khó nết. Dạ đúng rồi. Chiều cũng mệt lắm đó nha. Đường tình duyên của em trai sao? Chính thức thì em trải qua 2 mối tình. Mối tình mà cuối cùng kết thúc cách đây chắc hơn 4 năm rồi. 4 năm rồi, em yêu mấy năm? Tầm 1 năm anh. Yêu có 1 năm mà kết thúc 4 năm nay rồi. Dạ, kết thúc cũng hơn 4 năm. Mối tình đó là dài nhất 1 năm đó hả? Cả hai mối tình của em đều gần 1 năm thôi. Gần năm thôi. Dạ, em quen hai người, cả hai người đều gọi là có những sự thời gian sống thử với nhau. Khi sống thử sẽ lòi ra được nếu còn những cái mà khuyết điểm của bản thân của đối phương á, mình sẽ nhận ra được và lúc đó sẽ sống thật, bộc lộ được hết. Nên mình sẽ nhận ra được hợp hay không hợp, mình lúc đó mình sẽ biết được. Nhà gái thì sao? Tình trường của em thì em trải qua có một mối tình ha. Chính thức mà quen nhau ấy, thì chắc khoảng 2 năm ấy. Ừ. Dạ, cũng cách đây khoảng 4 năm rồi. Trong thời gian 4 năm đó thì cũng có tìm hiểu, cũng có nói chuyện người này người kia, nhưng mà chắc không có duyên á. Ừ. Cũng không tới với nhau. Chào em gái dễ thương. Dạ. Thí dụ mối tình này chúng ta sống thử với nhau. Chắc em cũng là người phụ nữ kiểu khá truyền thống á. Khá truyền thống. Em nghe kiểu vậy em cũng hơi ngại ngại hả? Dạ đúng rồi. Để chị qua chị nói về vấn đề sống thử cho. Thôi làm dữ vậy. Rồi chị Lan. Chào chàng trai. Cái vấn đề mà sống thử á, có khi nào bạn nghĩ rằng á là do bạn sống thử với nhau trước cho nên là khi mà xảy ra vấn đề á, mình lại không có một cái sự ràng buộc nào hết cho nên chúng ta dễ bung ra không? Cả hai người em quen, em được xác định là lâu dài. Khi sống thử á, sẽ lòi ra được nếu còn những cái mà khuyết điểm của bản thân của đối phương á, thì mình sẽ nhận ra được hợp hay không hợp, mình lúc đó mình sẽ biết được. Em có dẫn về gặp mẹ, gặp bà con trong nhà em á. Lý do sao chia tay? Bạn ấy là mẹ đơn thân. Và có những cái mà gọi là đòi hỏi nó quá cái khả năng của mình á. Qua những cái lần đó thì em thấy trong hai lần chia tay đó, em thấy mình có lỗi gì không? Em hơi nóng tính, em phải thừa nhận điều đó. Mà tính em rất là thẳng. Em rất là thẳng tính. Bạn bè của em, thậm chí mà anh bạn hôm nay đi với em đến đây cũng vậy. Anh ấy là anh cũng hay nói với em tính của mày nóng như vậy, đôi khi thẳng quá nó cũng không có tốt đâu, nên mình phải tập cái tính mà khéo hơn một xíu đi. Nhưng mà em nói thật, em mà không thích rồi thì rõ ràng một điều là em phải nói lại ngay điều gì đó làm em không thích, chứ em không có kiểu mà bằng mặt không bằng lòng, không bao giờ em sống người đó được. Cái lỗi của em là nóng tính trong cái hai cái lần chia tay đó không? Có không? Lần sau thì không có anh, lần sau cho đến bây giờ em vẫn không biết cái lý do thực sự của cái lần chia tay lần thứ hai là vì sao. Tới bây giờ em vẫn không biết được nguyên nhân của nó. Thôi mình cũng... Thì thôi, nói chung là mình đã biết khuyết điểm của mình rồi, thì mình cố gắng mình khắc phục ha. Và bây giờ là nhu cầu mà mình có một cái người yêu nó như thế nào nè, tính tình ra làm sao. Có thể hiện đại,
càng hiện đại càng tốt. Tại vì khi hiện đại người ta có thể chia sẻ, người ta rất là thoải mái trong cuộc sống này với mình thì mình sẽ dễ hơn. Cứ thoải mái với nhau đúng không? Dạ đúng rồi, cứ thoải mái, cứ thẳng thắn với nhau, có bất kể vấn đề gì đó cứ thẳng thắn với nhau. Cứ thẳng thắn với nhau được không? Cũng vì là bạn nam không có chịu chia sẻ với em nên em mới kết thúc á. Không chịu chia sẻ là kết thúc liền đúng không? Đúng rồi. Vậy là học luôn ở đây rồi đó. Tự nhiên cũng thẳng lắm á. Em mà đã hỏi mà không nói là em thôi luôn á. Nhưng mà cũng mình cũng là người, không phải là mình thẳng thắn quá mà mình cũng cho người ta thời gian. Chắc là mình cũng không đủ kiên nhẫn ấy, cũng khá nóng tính. Nóng tính nữa. Đúng rồi. Em mong muốn có một mẫu hình lý tưởng như thế nào? À, bạn đó thì không gia trưởng. Không gia trưởng? Dạ đúng rồi. Bạn kia thoáng lắm rồi đó, mày bằng nói đó. Có chí cầu tiến. Cầu tiến ta đang làm ăn rất là tốt luôn á. Em thì em cũng không có đòi hỏi gì nhiều nhưng mà em không có thích bạn nam hút thuốc. Bên đây hút thuốc dữ lắm. Cái đó chị Ngọc Lan nói giùm em đó, anh sẽ cai từ từ. Với lại khi mà đi cùng em hoặc là như thế nào đấy thì anh sẽ không hút trước mặt em. Được không ạ? Và nếu mà uống cai thì phải cho anh thời gian. Anh nói thật, bỏ thuốc á là để chi? Để giữ sức khỏe cho mình. Dạ. Rồi sau này sức khỏe của con cái, rồi con sức khỏe của mọi người xung quanh nữa. Dạ. Một điếu thuốc nó có hàng trăm cái loại vi khuẩn ở trong đó. Dạ không, những điều đó. Đúng không? Đó là người ta mong muốn mình có sức khỏe thôi. Còn bỏ thuốc hay không về hai người từ từ phân tích. Bây giờ em gái đi với ai? À dạ em đi với chị gái. Ừ. Chị gái. Chào em gái. Dạ em chào MC Quỳnh Linh, chào Ngọc Lan. Dạ. Thì nói chung là mình cũng rất là mong em mình gặp một người để em có thể có một cái hạnh phúc á. Em cũng là người chủ động đăng ký cho em gái. Em gái của em á thì thực ra 31 tuổi nhưng mà vẫn là một đứa con gái rất là thuần khiết, truyền thống. Còn bạn nam thì nói chung là hơn một tuổi thôi nhưng mà bạn cũng từng trải. Nói chung là bây giờ thì hai em thì cứ gặp nhau rồi cứ cảm nhận về nhau như thế nào rồi cho nhau cơ hội, chứ còn là tùy hai duyên hai người nữa. Rồi cảm ơn em. Rồi em cảm ơn chương trình. Nhà trai đi với ai? Ờ giờ em đi với anh bạn em là thầy giáo ở nhạc viện ạ. Ok em xin chào MC Quỳnh Linh và chị MC Ngọc Lan. Dạ chào nhà trai ạ. Em gái bên này rất là dễ thương. Có lẽ là như chị bên đó có nói thì em còn những cái mối quan hệ thì mình cũng còn chưa có đi sâu, cho nên là có những cái thì mình còn chưa biết. Thằng em của anh thì nó ra đời rất sớm, cho nên anh nghĩ là chính vì cái ra đời sớm của nó thì cái sự va vấp đó, cái sự từng trải đó thì ít nhiều nó sẽ là một cái sự bù đắp cho em, có sẽ chia sẻ được, sẽ hiểu cảm thông cho em được. Thì anh cũng hy vọng là khi mà tụi em mở rào ra thì cứ chân thành chia sẻ hết với nhau, để xem có mình có một cái cảm giác gì đó có thể đem lại cho nhau để có thể xây dựng mối quan hệ được hay không. Thì anh cũng mong là hai em sẽ nhìn nhau, cho nhau cơ hội, cứ chia sẻ thẳng. À. Dạ, cảm ơn nhà trai. Cảm ơn nhà trai và gái. Bây giờ thì mở rào. Bắt đầu đi em. Có bó hoa gửi em. Dạ rồi. Là bó hoa từ tay anh làm. À dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều. Dạ em cũng có món quà tặng anh nữa. Rồi, anh cảm ơn nhé. Ừ. Hiện tại Ngọc Anh đang gọi là buôn bán ở một cửa hàng, mua bán ở một cửa hàng. Dạ đúng rồi. Em làm bán hàng ở cửa hàng chuỗi tiện lợi anh. Hóc Môn ở đoạn nào? Ở đoạn nào? À dạ ở chỗ gần An Sương anh. An Sương chạy xuống. Gần An Sương. Dạ. Anh cũng hay, khách hàng của anh cũng hay đặt khoa và giao xuống gì đó. Khi mở rào ra thấy anh thì em cảm nhận mình như thế nào? Mới đầu thì em cũng hồi hộp lắm, không biết sao hết. Tại vì bình thường tính em cũng khá nhút nhát ấy. Thì mới đầu nhìn thì em thấy anh thì cũng kiểu như anh phóng khoáng đồ ấy, nên em thì cũng... Tại vì cơ bản như này, anh đã đợi rất là sớm. Và anh chia sẻ điều này luôn. Ngay từ nhỏ anh phải sống trong cái nhà là hai ông bà mà không hợp nhau á. Ăn rồi anh nói thật, nhiều khi 11, 12 giờ đêm cãi nhau y đùng, đòi viết giấy ly hôn. Lúc đó mình còn nhỏ, mình phải làm cái gì? Chạy ra nhà bà ngoại, chạy qua nhà dì đập cửa y đùng lên mà kêu cầu cứu qua, đừng can ba mẹ con đi, đừng có để ba mẹ con viết giấy ly hôn cái gì. Mà chuyện dường như là nó xảy ra như cơm bữa. Mà cho nên anh muốn sau này anh lập gia đình, điều đó không bao giờ lặp lại. Anh bị ám ảnh bởi những điều đó. Cho nên anh nói rồi, anh muốn lấy một người vợ và phải thấu hiểu mình có gây gỗ, đừng bao giờ gây gỗ trước mặt con mình, sẽ tạo cho nó một cái gì đó không hay về cái nhìn của cuộc sống gia đình, về sau này của nó nữa, ảnh hưởng rất là nhiều thứ đấy. Em có gì muốn hỏi anh không? Em thắc mắc là nếu mà em với anh mà có hợp nhau ấy thì anh dự định là khoảng bao lâu á tính tới kết hôn?
rồi kế hoạch tương lai của anh kiểu như thế nào. Em làm công việc ở đây á, thì công việc nó xoay cá cũng khá là bận ấy. Kiểu như mình, em nghĩ là mình cũng là thuộc tiếp người truyền thống cho gia đình. Nhưng mà kiểu như nếu mà công việc mà em làm xoay ca như vậy ấy, thì không biết là anh có suy nghĩ như thế nào về công việc của em á. Không, đâu có, không có vấn đề gì, xoay ca là vẫn công việc của mình mà. Mình làm thì mình tới giờ thì mình cứ về thôi, cái đó không phải là vấn đề, nó gọi là cái gì nó ghê gớm lắm. Không, có lúc là em nhiều việc quá thì em cũng là người dễ bị cuốn vào công việc á. Cửa hàng đó, cửa hàng gì ha? Dạ, cửa hàng tiện lợi anh. Em hỏi anh là khi nào mà mình nghĩ đến cái chuyện mà kết hôn lập gia đình. Vậy thì anh hỏi em là một câu này nhá. Ừ, dạ. Quan niệm về hạnh phúc của em nó là như thế nào? Quan niệm của em về hạnh phúc ấy, nó đơn giản lắm. Kiểu như hạnh phúc là mình cứ góp nhặt từng cái nhỏ nhỏ nhỏ. Mình phải vun đắp, lúc nào mình cũng phải vun đắp hết ấy. Rồi. Dạ đúng rồi, em chỉ có quan niệm vậy thôi. Hai người lúc nào cũng vậy. Dù bất cứ có chuyện gì, mình cũng phải chia sẻ cảm thông với nhau. Rồi lúc nào mình cũng phải vun đắp. Rồi, anh sẽ trả lời cho em cái vấn đề về hôn nhân. Khi mà đủ hiểu nhau, đủ một sự tình yêu, thương dành cho nhau, và đủ gọi là sự rộng lượng, bao dung, và mình cảm thấy mà mình không thể sống thiếu người kia, rõ ràng việc cuối cùng là đi đến hôn nhân. Và hạnh phúc cũng vẫn chưa phải là hôn nhân, hạnh phúc là phải cùng nhau già đi cơ. Chứ hôn nhân cũng đầy người, hôn nhân đâu gọi là hạnh phúc, phải cùng nhau già đi mới gọi là hạnh phúc. Chứ hôn nhân nửa đường gãy gánh là cũng bình thường, nó không phải là hạnh phúc. Và mong muốn tìm được một người phải đi cùng mình đến hết con đường, đến khi cả hai cùng nhau già đi thì đấy mới gọi là hạnh phúc. Em thì em có hai điều băn khoăn về anh thôi. Thứ nhất là hút thuốc. Thứ hai thì nãy anh có chia sẻ là mình thời gian mà dành cho bạn bè đồ á. Chơi thì cũng đủ rồi, nên anh mới quyết định đăng ký hẹn hò ở đây. Tại vì tới đây 2 năm trước anh có đăng ký một lần. À. Nhưng mà hôm đó thì anh bận công việc, anh không có sắp xếp được. Và hôm nay anh mới đăng ký lại. Anh thấy em ít nói nha. À dạ đúng rồi em. Em đôi khi là trước đám đông em vậy thôi, chứ đi bán hàng thì lại khác. Dạ tất nhiên, dạ đúng rồi. Không, anh là một người gọi là có một sự tự tin nhất định ở bản thân mình, cho nên vậy là đó, cho nên anh nói là mình gặp đây ở đây là một cái duyên rồi. Nếu như có thể, mình hãy cho nhau một cơ hội. Bây giờ em trai, bây giờ mình nói cũng nhiều cũng hiểu nha tính cách rồi đó. Em bước tới cô gái, em nắm tay cô gái nha. Em nói tất cả những suy nghĩ nãy giờ em cảm nhận từ cô ấy như thế nào. Và ngược lại cô ấy cũng nói cảm nhận em thế nào. Bước tới đi em. Hai người nắm tay, nhìn thẳng vào nhau. Em cao mét mấy? Dạ, 1m62 anh. Hồi trước anh cũng hay đi hát lắm. Ừ, dạ. Hồi trước anh hát rất là hay đi hát. Mà dạo này gần đây nói chung là có nhiều việc stress, anh ít đi lại. Nhưng mắt lại đi, anh hát cho em nghe một bài. Một lần thôi, thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xinh đan vào nhau, nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mưa băng giá, dù đây chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Này người tình cầm tay anh nhé, dù đời này bao nhiêu bão giông, để được gần kề bên em, mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng êm đềm. Em cảm nhận gì không? Em cảm nhận thì anh rất chân thành khi mà mình hát bài này. Đúng không ạ? Em cảm nhận là như vậy. Rồi, chúng ta trở về ghế ngồi các bạn. Nãy giờ hai bạn đã nói với nhau rất nhiều rồi. Những cái khoảnh khắc vừa rồi dành cho hai bạn. Và bây giờ hai bạn chỉ cần làm một nhiệm vụ thôi. Đó là nhắm mắt lại và cảm nhận lại hết tất cả những gì chúng ta đã trao đổi với nhau. Cho ra một cái quyết định là có cho nhau cơ hội hay không. Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta bấm nút là phải có trách nhiệm nút bấm đó bằng cả trái tim của mình các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2
3. Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Cảm giác của em thế nào? Em cũng nghĩ là bạn nữ sẽ không bóng. Tại vì bạn ấy chia sẻ, bạn ấy rất là hiền. Thì khi mà rõ ràng khi mà nghe một người con trai như em mà nói chuyện như vậy, rõ ràng là họ sẽ có một sự ái ngại một người đàn ông như em. Bạn nữ rất là dễ thương. Thật ra hồi nãy nếu nhìn cái tay bạn ấy rất là tính toán, bạn ấy rất là băn khoăn để bấm cái nút đó chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng ấy bạn đã quyết định bấm thì đã biết bạn đã có một sự lựa chọn chính xác rồi đó. Chúc mừng các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng cái cuộc tình này sẽ được đâm hoa kết trái, sẽ được hai bên nuôi trồng nó, chăm sóc nó tốt thật tốt để chúng ta có một tương lai tốt đẹp các bạn nha. Dạ. Tiền lắm, tôi như tôi giữ giùm cho. Trai. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào em gái. Chào chị Ngọc Lan. Hai bạn bây giờ chỉ cách có cái hàng rào tình yêu thôi. Mời em trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe nè. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nữ bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Viên, năm nay 33 tuổi. Gia đình em sinh sống tại Đồng Nai. Em hiện sống ở Sài Gòn. Em đang làm việc tại trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh với vai trò là chuyên viên, giảng viên. Và ngoài ra thì em cũng đang tiếp tục học lên nghiên cứu sinh ở trường. À, chuyên viên, giảng viên luôn. Dạ. Em dạy về bộ môn gì, Viên? Dạ, em dạy ở khoa kinh tế. Thôi, mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh và bạn trai cùng tham gia chương trình và chào quý vị khán giả. Chào em gái. Em xin giới thiệu, em tên là Bùi Thị Thanh Loan, quê ở Quảng Ngãi, sinh năm 90. Hiện đang làm nhân viên văn phòng về mảng kiểm tra chất lượng phần mềm ở quận 3. Quận 3. Rồi, đó là lý lịch trích ngang của nhà trai nhà gái. Rồi, nghe rồi ạ. Nhà gái bây giờ chúng ta có ưu điểm, khuyết điểm như thế nào nè? Dạ, đầu tiên em xin được xin phép chia sẻ về khuyết điểm á. Là khuyết điểm là em khá là ít nói và ưa sạch sẽ. Còn về ưu điểm á, là em biết lắng nghe và nấu ăn tốt và có khả năng nấu tiệc được cho 20 người. Ngoài ra thì trong công việc thì khá là tập trung ạ. Ủa, cái chuyện mà mình sạch sẽ là ưu điểm mà. Em cũng biết nữa chị, nhưng mà em sạch sẽ hơi thế quá chị. Sạch sẽ quá cũng là khó chịu cho người khác đó. Cái gì cũng bắt hết trơn á. Ở nhà con cái hột bụi cũng quét cho nó sạch nữa là cũng mệt mỏi lắm á. Sức khỏe của gia đình thôi. Thì biết rồi, nhưng mà cái gì cũng mấy mệt lắm. Chút cái kìa, trên kia có con bụi kìa, kìa quần áo kìa, cái gì cũng nói mệt lắm. Rồi mình còn cái tật xấu gì không? Dạ không chị. Đó, nhà gái đơn giản vậy thôi, thích sạch sẽ. Rồi nhà trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em thứ nhất là trung thực, có sao nói vậy. Thứ hai là đến em thì rất là chịu khó trong công việc, học hành cũng giống như là trong các cái mối quan hệ. Thứ ba là tính rất là nhiệt tình, tình giúp đỡ mọi người, hỗ trợ các anh chị trong công việc cũng như là đối với bạn nữ thì cũng rất là quan tâm chu đáo. Tuy nhiên về nhược điểm thì có thể là đến từ cái ngoại hình thì nó không có được gọi là bắt mắt và thu hút ánh nhìn, nên là nó mới đến tham gia chương trình. Đừng có tự ti cái chuyện mà cái hình thể không bắt mắt. Mỗi người có cái quả nhãn quan khác nhau. Biết có đôi khi người kia nhìn không thích nhưng người này nhìn thích thì sao? Dạ, giống như anh nè, nhiều người nhìn thấy anh thấy nội mập lù. Ngoại hình ra sao mà kêu là tự ti để sủa đẹp trai vậy mà. Rồi rồi vậy mới khỏe đó. Mập như anh ai cũng chê hết trơn á. Tùy theo người, có người nói trời Linh mập tròn dễ thương quá, có người gặp trời mập thấy ghê. Ví dụ vậy. Nói chung là ngoại hình em về là ok rồi, okay đâu rồi. Có vấn đề gì đâu, chị đâu Lan có vấn đề. Lan có người còn chê mà. Mình đừng đá qua được không? Kệ tôi. Thật ra đừng có lo lắng những cái suy nghĩ của người khác. Dạ. Quan trọng mình sống khỏe là được rồi ha. Đúng rồi. Ốm khỏe. Dạ. Nhưng mà ốm mà có khỏe không? Dạ bình thường chị. À, đó bình thường rồi. Là được rồi. Sợ gì, không sợ gì hết, đừng lo lắng điều đó nha. Dạ. Rồi. Bây giờ mình nói về tình trường của mình. Đúng đi. Đúng rồi. Tình yêu sao? Dạ thì trước giờ thì em có hai mối tình. Hai mối. Dạ, mối tình gần nhất chia tay cách đây là hơn 2 năm. Mối tình nó lâu không? Dạ mối tình nó kéo dài khoảng 8 tháng. Nó rất là sâu sắc và 8 tháng là sâu sắc. Dạ bởi vì dạ cái mối tình đầu đó
Dạ không, có mối tình thứ hai rồi. Thứ hai luôn á hả? Bởi vì khi mà quan điểm của em mà khi mà quen xác định quen bằng nữ á, là quen là để cưới, nên thành ra là tìm hiểu rồi đến gia đình thăm gia đình. Mới có 8 tháng mà sâu sắc vậy đó hả? Dạ thì cứ tùy vào cái cách quen của mình nữa. Tuy nhiên thì trong quá trình quen thì nói chung thì những cái yêu cầu từ phía nhà gái thì mình đôi lúc nó cũng mình không có đáp ứng được. Với lại thứ nhất thứ hai nữa là bạn nữ cũng còn tương đối trẻ, bạn lúc đó hẳn 25 tuổi. Thì cái tình cảm của bạn thì có lẽ là chưa sử đủ quyết tâm để mà vượt qua những cái rào cản về tôn giáo. Rồi, là bây giờ mình coi coi bên đây có mấy mối tình nha. Đúng rồi. Tôi qua thăm nhà gái cứ coi. Mai là tự ti đó mà hai mối tình rồi đó. Chào em gái. Dạ. Em được tình duyên sao nè? Dạ, em cũng trải qua hai mối tình ạ. Giống bên kia ha? Dạ. Dài nhất mấy năm? Dạ, hơn 1 năm ạ. Ít nhất là bao lâu? Dạ, tìm hiểu 6 tháng ạ. Rồi cái hơn năm đó, lý do sao chia tay vậy? Dạ, do kiểu như là tính chuyện hôn nhân nhưng mà hai người không có thống nhất được năm. Rồi khi đó thì em có gặp khó khăn về kinh tế, em muốn dừng lại. Dời lại cái thời gian mà kết hôn á. Nhưng mà ảnh thì ảnh không đồng ý. Chứ thế sau này phát sinh nhiều cái quan điểm mà nó trái ngược nhau quá. Nên thôi là dừng lại để cho hai người tìm được cái hướng đi tốt hơn cho mình. Tìm được người phù hợp hơn cho mình ạ. Nói chung là chúng ta chưa có duyên nào vậy thôi. Dạ. Cũng chưa có gì nó căng thẳng lắm. Bây giờ mình bắt đầu một mối tình mới nè. Dạ. Em mong muốn cái tiêu chí một mẫu hình lý tưởng của người bạn đời mình như thế nào? Dạ, về tiêu chí thì em mong người đó là điềm tĩnh và có suy nghĩ trưởng thành và sống yêu thương tình cảm. Và một điều nữa đó là người đó không có ích kỷ. Thầy giáo bên kia anh nghĩ điểm rằng tốt đó. Đáp ứng gần như đúng. Hết. Em có coi trọng ngoại hình không? Dạ không, chủ yếu là đạo đức ạ. Ngoại hình như anh được không? Dạ như anh thì quá được rồi ạ. Vậy mà có người nó mập cái ghê quá. Cảm ơn em đã khen ngoại hình của anh. Đó, được rồi. Bây giờ mình hỏi hình mẫu lý tưởng của nhà trai nè. Dạ, thì hình nữ mẫu lý tưởng của bạn em của em thì thứ nhất là bạn nữ thì ngoại hình là dễ nhìn là được rồi. Thứ hai nữa là quá dễ nhìn. Đây bao nhìn luôn. Về tuổi đời thì nhỏ hơn em. Bên đây 89 hả? Dạ 90. Dạ, 90 đúng rồi, 89 90 nhỏ hơn tuổi. Nói chung là cái chỗ nào mà em không thích không em nói ra luôn. Nói nhiều thích không? Thì nếu mình người mình thương mà nói nhiều em cũng thích. Nói thương là mình chấp nhận thôi. Đôi khi thường thường như vậy nói hoài mệt tới 10. Dạ. Nói thật sự thì bạn hay nói gọn gọn là càm ràm đó. Nói nhiều em đỡ phải nói, em đỡ mệt. Giờ em nói đi. Mai mốt nghe còn mệt hơn. Cái càm ràm mà nó vui cái lỗ tai. Không có ai đàn ông nào mà nghe càm ràm vui lỗ tai em ơi. Người ta yêu được cái gì cũng được. Yêu cỡ nào càm ràm hoài nó cũng mệt lắm em ơi. Bây giờ mình hỏi người thân đi, em đi với ai? Dạ em đi với ba má. À, có bà má được rất là nghiêm túc. Chào cô chú nhà trai. Dạ. Sao giờ cô chú thấy sao con dâu tương lai này được không? Xin chào Quyền Linh. Xin chào Ngọc Lan. Dạ. Xin chào hai con. Xin chào tất cả mọi người có trong khán phòng hôm nay. Thực sự mà chương trình mà tạo được cơ hội như cho các cháu như vậy là tôi thấy rồi quá được tuyệt vời rồi. Còn nhìn bên nữ bên này thì quá tuyệt vời thôi. Còn cái chuyện mà nó có đến với nhau không được thì nó cũng là tùy cái duyên thôi. Chứ còn ở đây thì tôi nói thật là nó viên thì con đầu cũng mong muốn lắm. Có dâu, có cháu rồi chứ người ta tuổi thì cũng cao rồi. Mà thực sự rất là mong muốn. Thì nếu mà đã đến đây rồi thì đôi bên cho nhau cơ hội. Dạ. Tìm hiểu với nhau. Mời cô có ý kiến chút xíu về con dâu tương lai. Cô thấy hợp với mình không? Nói chung là lên đây rồi thì hai con cho nhau cơ hội là tốt. Nhưng mà cô nhìn thấy nè, riêng mình đó, nói chung là con người ta được hết chứ sao không được. Con mình được, con người ta cũng được. Có làm dâu không? Không, nhà đó không làm dâu vậy chứ. Khỏi làm dâu ha. Khó. Đó, thấy chưa, khỏi làm dâu thấy chưa. Thằng nó nó sống bằng mình lao đi chơi rồi. Cảm ơn nhà trai. Dạ. Em gái đi với ai? Dạ, con đi với bạn ạ. Với bạn hả? Chào nhà gái. Lực lượng bạn xin chào quá, MC Quyền Linh, MC Ngọc Lan. Chào khán giả trường quay. Em tên là Thùy, là bạn thân của Loan. Về Loan thì tính cách là rất là đảm đang và cũng sống tình cảm. Thì em thấy bạn trai bên này là cũng chân thành và có nhiều điểm tương đồng với Loan. Thì em nghĩ hai bạn cũng nên cho nhau cơ hội để mình có thể tìm hiểu kỹ hơn. Nếu được thì có thể tiến xa hơn. Rồi, cảm ơn phần chia sẻ của nhà trai và gái. Bây giờ hai em đã nghe rõ rồi ha. Bây giờ mình gặp mặt, mình nói chuyện đi coi hợp lý hay không rồi tính sau nha. Yeah. 2, 3. Mở ra. Bắt đầu đi Viên. Dạ. Đứng lên, đứng lên.
À, chào em. Thì anh Tuấn Vy cũng có bó bông tặng em. Dạ, cảm ơn quà của anh. À, anh thì cũng có bó quà tặng anh. Bó bông tặng anh. Hy vọng là những lúc em thẳng á, anh nhìn vào nó sẽ thư giãn. Và ví dụ nhìn tụi nó thì sẽ nhớ em. Cảm ơn em. Đây là lần đầu tiên duy nhất gặp nhau đó, các bạn cảm nhận thế nào nè? Cho anh nói trước ha. Dạ. Nói chung thứ nhất là nhìn em thì rất là dễ thương. Dạ. Nhưng mà về tính cách thì anh nghĩ là ổn, không vấn đề gì cả. Anh hy vọng là sẽ có cơ hội để làm quen và tìm hiểu em. Dạ, em cảm ơn lời nhận xét của anh ạ. Thì lần đầu tiên mình gặp nhau á, thì cái cảm nhận đầu tiên thì cảm thấy anh là một người khá hiền và có tiếng gì đó gọi là khá là vui vẻ. Còn về tính cách á, thì thật sự thì mình em nghĩ á, thì sẽ cần thời gian để mình tìm hiểu thêm. Chứ thời lượng chương trình nó cũng có hạn, cho nên là mình cũng không thể hiểu được sâu được. Cho nên cũng hy vọng là chúng ta có cơ hội để mà tìm hiểu tiếp ạ. Ok, cảm ơn em. Anh nghĩ như thế nào về cái việc là hai người yêu nhau á, ngoài tình cảm thì cái gì sẽ quyết định cái cuộc tình đó hay là đi đến hôn nhân nó lâu dài ạ? Anh nghĩ là ngoài cái chuyện yêu á, cảm xúc á, thì nó còn phải có một chút gọi là sự tin tưởng lẫn nhau nữa. Dạ. Mình tin nhau, nhưng mà cái niềm tin đó thì nó được xây dựng từ cái việc là mình thật sự muốn tìm hiểu đối phương thì mình sẽ tin nhau. Khi mình làm quen với nhau đó thì anh nghĩ rằng là có gì thì mình chia sẻ. Dạ. Mình thẳng thắn với nhau. Ví dụ như là anh là em thích cái đó hoặc là em không thích cái này, tương tự như vậy thì mình sẽ có dễ dàng tìm được tiếng nói chung hơn. Dạ. Mình sẽ dễ có đến với nhau hơn. Tuy nhiên thì anh nghĩ rằng là anh là con trai thì anh sẽ chủ động, em yên tâm, chứ không có để cho bạn nữ phải là một người chủ động. Dạ. Anh sẽ bày vẽ đủ thứ tùm lum á, để bạn nữ cảm thấy rằng là ấy, nhưng mà em cứ thoải mái, em không cần phải áp lực. Đôi lúc nhìn thấy ủa ông này là ổng là giảng viên thì ổng có hơi mô phạm, đi với ổng hơi cứng đúng không? Nhưng mà em cứ thoải mái đi, anh cũng rất là sitting, rất là tại anh giảng sinh viên mà. Dạ. Thoải mái, yên tâm. Các bạn trao đổi nhau về quan điểm hôn nhân gia đình của mỗi bên đó. Anh biết nấu ăn, nói chung là em yên tâm là con nhà nông mà, là cái gì cũng biết. Dạ. Chuyện hôn nhân thì anh nghĩ rằng là anh có nghĩ đến nó nha, nhưng mà anh không quá đặt nặng khi mà anh tìm hiểu một bạn nữ. Nhưng mà nếu phải nói về chuyện hôn nhân thì anh nghĩ rằng là hôn nhân thì mình cứ chia sẻ với nhau. Bây giờ mình chia sẻ chút xíu về quan điểm về tiền bạc đi. Dạ. Kinh tế trong gia đình đó. Anh nghĩ rằng là anh không có thích giữ tiền. Thật sự là bây giờ thì anh thích em giữ tiền hơn. Anh sẽ đưa tiền, nếu như anh không có thích anh giữ tiền, em cứ giữ đi nha. Dĩ nhiên nếu em là một người tín ý đúng không, thì em sẽ để lại cho một cái gió cho anh để đúng không? Cảm ơn chia sẻ của anh, nhưng mà thật trùng hợp là em cũng không thích giữ tiền. Nhưng mà em thích là cả hai cùng giữ tiền. Và okay, có một cái bạn không ai thích giữ tiền hả? Tôi giữ cho, tôi giữ gì cho hết làm sao? Có người giữ dùm lắm, có người giữ dùm. Tôi thích tiền lắm, tôi nghĩ tôi giữ dùm cho. Hiếm thấy ai nói là tôi không thích giữ tiền, tôi không thích tiền hết. Nhưng mà khi á, trong hôn nhân đó, thật ra nói vậy thôi chứ trong hôn nhân nó cũng rất là nhạy cảm trong vấn đề này. Yeah. Cái người giữ tiền cũng mệt mỏi mà cái người không giữ tiền cũng mệt mỏi. Yeah. Thật ra hai bạn này rất là điềm tĩnh và trưởng thành, trong suy nghĩ của các bạn rất là sâu sắc luôn. Thì Lan nghĩ là khi mà hai bạn đã quyết định đến với hôn nhân á, thì hai bạn sẽ tự khắc có cái cách giải quyết cái vấn đề đó và dàn xếp vấn đề đó. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhau để trao nhau một chút cảm xúc lại gần nhau hơn. Các bạn hãy nhìn thẳng vào mắt nhau. Nãy giờ nói chuyện với cô gái đối diện mình. Yeah. Mình cảm nhận cô ấy là người thế nào? Thì bạn Loan thì rất là dễ thương, là một người phụ nữ rất là trưởng thành, rất là chín chắn trong cái mối quan hệ như là định hướng cho tương lai. Thì em nghĩ rằng đó là một cái điều rất là tốt và em rất là tôn trọng điều đó. Cảm nhận của em về anh thì là một người gọi là suy nghĩ chu đáo, điều chỉnh, người đáng, đàn ông đáng tin cậy để mà cho em dựa vào ạ. À. Okay. Thầy giáo có thể hát tặng một bài cho cô ấy. Dạ. Cứ nắm tay ấy. Dạ. Đây là giây phút chúng ta trao nhau những cái cảm xúc ban đầu em đó. Em rất ít hát mà cũng không có tục lời, nên là cho phép em là được cầm giấy hát được không ạ? Một đoạn nào đó. Dạ. Cầm giấy hát là chuẩn bị rất kỹ nha. Em mới in sáng nay. Em xin được hát bài Bức Thư Tình Đầu Tiên đôi câu. Hàng chi thầy móc bức thư ra hát. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh
tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Dạ, em xin hát. Thầy giáo ơi, hôm mốt cố gắng học bài này đám cưới hát đừng mở giấy ra nha. Dạ, hiểu chắc chắn. Dạ, em cũng có một khúc hát muốn tặng cho riêng anh ạ. Một đoạn trong bài Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ ạ. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mây chiều hàng rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn. Ở hai đầu nỗi nhớ mối tình đầm thắm hơn. Xin hát ạ. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Bây giờ các bạn đủ để chúng ta có thể đưa đến quyết định bằng trái tim của mình. Kiểm tra lại một lần nữa các bạn, con tim mình có thật sự rung động chưa? Sau khi trò chuyện, sau khi nghe người thân nói chuyện, sau khi nắm tay nhau, cùng hát với nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, 30 giây suy nghĩ và đưa ra quyết định nha các bạn. Các bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Chúc mừng chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Hãy nắm chặt tay nhau nhé. Hãy vượt qua giông bão của cuộc đời này để hướng đến một tương lai tốt đẹp. Bây giờ có ba mẹ ngồi đây. Nói gì với ba mẹ đi. Dạ thì con rất là cảm ơn ba má đã hôm nay đến dự. Con cũng rất là cảm ơn bên gia đình phía bạn nữ đã đến dự. Cảm ơn. Dạ con cũng xin chào hai bác ạ. Thật sự con cũng cảm ơn những lời nhận xét của hai bác dành cho con ạ. Và cũng nhờ vậy mà con và anh bấm nút để mà tìm hiểu tiếp ạ. Con hy vọng thì qua chương trình này thì hai người sẽ có kết quả tốt đẹp ạ. Bác gái rất là xúc động và đã rơi nước mắt rồi. Hôm nay một ngày anh nghĩ rằng là ai cũng rất là nhớ hết. Những cái gì chúng ta nói chúng ta nhớ giữ lấy, làm sao để trọn vẹn cái hạnh phúc cho riêng hai em nhé. Dạ, cảm ơn. Chúc hai em hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị. Một nụ hôn để đánh dấu ngày gặp mặt. Thôi em xin phép thuận tay nha.